Chào tất cả các bạn, mình là Võ Gia Hưng, học sinh lớp 8A1 trường trung học cơ sở Thảo Tây. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm món bánh tráng nước dừa Tam Quan Bình Định. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu. Một trong những đặc sản nổi tiếng của vùng đất Võ Bình Định là bánh tráng nước dừa. Đây là món bánh kết hợp độc đáo giữa bột gạo và dừa. Khi thưởng thức, bạn sẽ cảm nhận được hương thơm nồng nàn và vị béo đặc trưng của nước dừa đấy. Bánh tráng nước dừa vốn rất phổ biến ở Tam Quan, Bình Định và xuất hiện từ thời vua Quang Trung. Vùng đất này được thiên nhiên ưu đãi cho giống dừa to trái, cơm dày và nước ngọt. Và chỉ những trái dừa như thế mới đủ tiêu chuẩn để làm nguyên liệu cho món bánh tráng nước dừa nổi danh. Ngoài dừa Tam Quan, bánh tráng nước dừa cần có những nguyên liệu sau: gạo, tiêu, hành tím, hạt mè, muối. Hướng dẫn cách làm. Bước 1. Để có được những chiếc bánh tráng thơm ngon, đầu tiên bạn phải pha bột làm bánh với đầy đủ các nguyên liệu. Bạn ngâm gạo trong nước lạnh từ 5 đến 6 giờ đồng hồ cho gạo mềm. Sau đó vo lại nhiều lần với nước cho sạch, rồi mang đi xay nhuyễn thành bột. Tiếp đó bạn cho tất cả nguyên liệu còn lại vào xay nhuyễn cùng bột gạo. Như vậy là bạn đã được phần bột cho món bánh tráng nước dừa thơm ngon rồi. Bước tiếp theo sẽ là tráng bánh. Bước 2. Khi đã chuẩn bị bột xong, bạn chuẩn bị một nồi nước và đặt khuôn vải tráng bánh lên trên miệng nồi, rồi đun sôi. Khi nước sôi, bạn múc một vá bột đổ vào khuôn vải, dùng gáo làm từ sọ dừa tráng đều bột trên mặt khuôn, rồi đậy nắp chừng 2 phút. Sau 2 phút, bạn mở nắp nồi. Nếu thấy bánh đã phồng nhẹ thì là bánh đã chín rồi. Lúc này, bạn hãy vớt ra vỉ, mang đi phơi nắng. Nếu trời nắng to, bạn chỉ cần phơi một ngày là bánh đã khô giòn. Nếu kiểm tra bánh chưa khô, bạn hãy mang vào và tiếp tục phơi vào ngày mai. Bánh tráng nước dừa phải thật khô thì mới bảo quản được lâu, và khi nướng, bánh mới giòn, ngon. Khi tráng bánh, bạn phải khéo léo canh lượng bột cho đều. Nếu không, bánh tráng ra sẽ có kích thước không đồng đều. Khi đặt bánh lên vỉ, bạn phải đặt đúng vị trí, vì nếu gỡ ra đặt trở lại thì bánh sẽ bị rách. Bước 3. Sau quá trình tráng bánh thì giờ là lúc bạn nướng bánh và thưởng thức. Khi nướng bánh, bạn cần chuẩn bị than thật nóng dạ để bánh xốp hơn. Trong quá trình đó, chú ý sử dụng một đôi đũa để gắp nếu không muốn bị nóng tay. Quan trọng hơn là phải nướng cho thật đều tay thì bánh mới dậy lên được hương thơm quyến rũ và giữ được độ giòn tan hấp dẫn. Chiếc bánh tráng nước dừa thơm phức mùi hành phi và có mùi vị bùi béo của dừa và mè, mặn mặn của muối, được các bà mẹ đem ra những ngày đông cho cả nhà nhâm nhi, vừa ăn vừa xem tivi. Lúc đói bụng, có thể ăn bánh cùng nước mắm gừng thì không gì tuyệt vời hơn. Các bạn vừa nghe mình hướng dẫn cách làm món bánh tráng nước dừa Tam Quan Bình Định. Xin chào tất cả các bạn, hẹn gặp lại.